từng mình sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Mình bị đau lưng, sau đó đi khám và bác sĩ nói là về tập thể dục, về tập thể dục thì nó sẽ khỏi, và ngược lại tập thể dục thì nó vẫn đau. Qua thời gian dài uống thuốc rất là nhiều đau, thật sự là bị rồi trước khi có vợ, trước khi chưa có vợ, và sau khi có vợ nó vẫn đau. Uống thuốc thì nó cũng thuyên giảm lần, mà qua một thời gian nó vẫn đau. Đấy, mình đau và bị tê xuống hết bàn chân bên trái, mà khi mà bàn bên phải khi mà xỏ giày dép vào tê khó chịu lắm. Tối ngủ là đau la làng, dùng cái từ la làng là chắc các anh chị cũng biết rồi. Lúc em bị bệnh thì nghĩa là mình đi lại rất khó khăn, mình đi lại nó khó khăn ấy, ngồi đứng hay nằm nó cũng rất khó khăn, kiểu là mình nhiều lúc thỉnh thoảng mình làm nặng một cái đấy thì nó cái dây thần kinh ấy khả năng nó ảnh hưởng hay là thế nào đấy thì nó bị đau. Thỉnh thoảng thì chỉ trong một tháng hay tháng thì mình lại phải đi tiêm ấy, thì nó đỡ được vài hôm vài buổi, xong dần dần nó một tuần sau hay là nửa tháng sau nó lại bị tiếp ấy, mình lại phải tiêm. Em đã khám nhiều chỗ rồi nó cũng không khỏi. Nay tôi chia sẻ trong quá trình tôi chữa bệnh đau xương khớp. Tôi đã bị xương khớp lâu lắm rồi, chữa rất nhiều các loại thuốc nhưng không khỏi. Không khỏi, và tôi cũng tôi chữa thuốc nam, đầu tiên tôi uống thuốc nam không khỏi. Xong rồi tôi tiêm thuốc tây. Tiêm thuốc tây thì nó cũng giảm đau rất nhiều. Thế nhưng mà khi tôi thấy giảm đau thì tôi không tiêm nữa, thì là tôi lại thấy nó trở lại đau bình thường, mà nó còn nó không nó đau xong rồi nó còn nổi mẩn ngứa rất là nhiều. Tôi tìm lên mạng thì vô tình tôi thấy được cái công ty gọi là công ty dược phẩm bảo vệ sức khỏe đông y của PPA, và số điện thoại của số của dược sĩ, và tôi đã nhờ chị tư vấn cho tôi về căn bệnh của tôi, và chị cũng đã tư vấn cho tôi là thử dùng cái sản phẩm của công ty PQA thư giãn xương khớp đau dây thần kinh tọa này. Ban đầu thì tôi cũng phân vân đấy, tôi cũng bảo là không biết là thực hư thế nào, cũng có hay nên uống hay không. Nhưng do vì là đau quá lâu rồi và chữa cũng mất khá tiền thuốc mà không khỏi, nên tôi cũng thử dùng một lần, và tôi đã cũng mua uống sản phẩm của PPA này được một tháng đầu, là tôi cảm thấy là đỡ rất nhiều so với tôi uống thuốc nam và thuốc tây. Ngay trong tháng đầu tiên là tôi uống là tôi đã cảm thấy là đỡ đến 80%. Hiện giờ tôi đang uống sang tháng thứ hai thì tôi cảm thấy là trong cái người tôi bây giờ là không đau, mà không đau, cảm tưởng như là nó khỏe khoắn hoàn toàn. Trước kia là tôi chưa dùng cái sản phẩm này ấy, tôi uống cái thuốc nam và tiêm thuốc tây thì là nó không khỏi, mà nó còn gây lên mẩn ngứa, nổi mề đay khắp người. Từ khi tôi dùng cái sản phẩm của PQA này là tôi cảm thấy là ngứa, cái phần ngứa của tôi là đã khỏi hẳn và không còn ngứa nữa. Mà hiện tại là tôi đang uống sang tháng thứ hai thì tôi cảm thấy là hầu như là không đau nữa, nhưng tôi vẫn đang tiếp tục uống. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty đã có một sản phẩm rất là tốt, rất là dễ uống. Đau dây thần kinh tọa là tình trạng tổn thương hoặc chèn ép dễ thần kinh tọa, khiến bệnh nhân bị đau nhức dọc theo lộ trình thần kinh này đi qua.
Người bị đau thần kinh tọa có thể bị đau nhức từ thắt lưng xuống dọc mông, đùi, cẳng chân và đến bàn chân, ngón chân, kèm theo cảm giác tê liệt vô cùng khó chịu. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại thuốc dùng để trị đau dây thần kinh tọa. Một trong số đó có sản phẩm thư giãn xương khớp của công ty cổ phần dược phẩm PQA. Để chữa trị bệnh đau dây thần kinh tọa, đông y đã thiên về chữa trị theo căn nguyên gây ra bệnh. Vì vậy mà bệnh mới không bị tái đi tái lại. Công ty cổ phần dược phẩm PQA đã sản xuất ra sản phẩm PQA thư giãn xương khớp theo cơ chế truy phong, trừ thấp, thông kinh hoạt lạc. Với cơ chế thành phần gồm có đan sâm, vị đắng, tính hơi hàn, có tác dụng hoạt huyết, thông kinh để giảm đau. Xuyên khung có vị cay, tác dụng hành khi hoạt huyết, trừ đau. Và phòng phong có vị cay, ngọt tỉnh, ôn vào các kinh cam phế, vị bằng quang. Ngoài ra thì còn có chỉ xác, tế tân, uy linh tiên, đều là những thảo dược quý và có tác dụng tốt trong việc điều trị đau dây thần kinh tọa. Mình đau quá mình cũng thôi, cứ thử một lần. Đấy thì dược sĩ tư vấn hai loại thuốc, một loại là thư giãn xương khớp, đấy, một loại là PQA, bắt tên từng tọa, tức là hai loại đều của công ty PQA, một loại là uống trước ăn và một loại là uống sau ăn, ngày uống 3 lần. Đấy. Và mình duy trì uống trong vòng 4 tháng. Mấy cái thời gian đầu khi mình mới uống là cũng 10 ngày nửa tháng bắt đầu nó đau, dữ dội lại. Thì khi điện thì sẽ nó là công thuốc. Đấy. Cái sau khoảng 15 ngày sau giảm lần tiếp tục. Lại khoảng uống 1 tháng là đau lại. Thì nó đã công thuốc mình, công cái gì mà công nhiều thế. Về bà xã mà vẫn nói thuốc kiện mạng mà giả đó mà anh uống làm gì giờ tốn tiền. Mà khi đau quá mà tìm nhiều cái thì rất nhiều người chia sẻ lên đấy, thì mình không biết là thật đấy, nhưng mà ngược lại có cả những bác già rồi ông chia sẻ, nhà những bác già không biết là do bác hợp thuốc hay sao bác uống 5-7 ngày mới đỡ, nhưng mà mình có thật sự đến mình đỡ nửa tháng, 20 ngày đến 1 tháng. Mà thực ra là đúng là đi học người ta nghiên cứu như thế này mà công thuốc thật đấy, là bắt đầu mình điện dược sĩ tiếp tục duy trì. Thì đến năm thứ 3-4 thì cái tình trạng bệnh thì đã là giảm 9%. Nhưng ngược lại là mình làm cái nghề nặng thợ xây mà, là nếu mà nghỉ thì không có tiền uống thuốc, nên là cứ vừa uống thuốc vừa làm. Thì chắc có lẽ là vì vừa uống thuốc vừa làm nên là thời gian điều trị mình kéo dài. Tùng mới chia sẻ lên này, lên Facebook. Nên anh chị em nào mà gặp cái trường hợp này thì hãy liên hệ tới dược sĩ. Đây là không phải là vì lợi ích một cá nhân, một cái gì hết, mà đây là vì một chia sẻ rất là thực tế. Tại vì khi mình nghĩ ai đau cũng muốn tìm đến những cái chỗ để mà uống cho nó khỏi. Chính nhờ những tác dụng từ dược liệu thiên nhiên cùng với sự nghiên cứu điều chế đi sâu vào căn nguyên của bệnh, chú trọng vào phục hồi chức năng của các tạng có liên quan, làm cân bằng các chức năng nội tạng trong cơ thể. Chính vì vậy, bệnh nhân không chỉ khỏi bệnh mà cơ thể còn khỏe mạnh lên rất nhiều mà không gặp phải bất cứ một tác dụng phụ nào. Từ khi em dùng thì cái này em dùng được hơn 3 tháng rồi, thì em thấy cơ bản sức khỏe em nó ổn định rồi, không thấy có hiện tượng đau lại nữa, không phải là đi tiêm nữa. Với những thảo dược quý từ thiên nhiên kết hợp với những bài thuốc gia truyền thì công ty cổ phần dược phẩm PQA đã cho ra đời sản phẩm thư giãn xương khớp PQA có tác dụng thực sự đối với những người bị đau dây thần kinh tọa và giúp cho cuộc sống của họ trở nên dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Và sản phẩm này thì đã thực sự xứng đáng với niềm tin nơi người tiêu dùng, xứng đáng là sản phẩm đúng với tiêu chí của công ty, đó là chữa bệnh chữa tận gốc.